Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình đi mừng khai trương của câu lạc bộ pizza của đứa em. Mình ghi hình và chia sẻ các bạn cùng xem. Câu lạc bộ này nằm ở ngay thị trấn Thường Thới Tiền, thuộc trung tâm huyện Hồng Ngự. Câu lạc bộ này tên là Thanh Phát 1. Đây là khung cảnh sắp diễn ra buổi tiệc khai trương của câu lạc bộ pizza này. Đã hơn 9 giờ rồi các bạn, thì đang chờ quan khách tại đây mình dự tiệc. Đây là câu lạc bộ pizza Thịnh Phát 1 rồi các bạn. Mừng khai trương thì những người bạn của mấy đứa em đã gửi những món quà chúc mừng ngày khai trương các bạn. Đây là em Minh, chủ quán pizza. Đây là phía ngoài trang trí những hình ảnh những cơ thủ pizza xinh đẹp các bạn. Để mình bước vào trong mời các bạn cùng xem. Xin giới thiệu, đây là em Ý, vợ của em Minh. Đây khung cảnh bên trong mầm da các bạn. Có một bàn lỗ và những cái bàn lip bằng ba băng. Hôm nay thì có hệ thống máy lạnh rất là mát các bạn. Chưa tới giờ khai trương nhưng mà vẫn có khách dẫn tới tham gia ủng hộ các bạn. Đây là bàn đánh ba băng. Cái này khó nha. Ồ, vô rồi các bạn ơi. Rồi em này đánh hay quá. Đây là khung cảnh phía trong nè các bạn. Ồ, đây là quầy nước. Hôm nay là em này đi chơi clip này đánh cũng thấy hay quá. Khu vực này rất rộng các bạn ơi. Vô đây là nơi chỗ để giải trí cho những ngày làm việc mình nhọc, thỏa mãn niềm đam mê cho các bạn. Xin nhắc lại, quán pizza này là nằm ngay trung tâm Thường Thế Tiền, thuộc quyền nữa nha các bạn. Gần ngay dòng xe chỗ rẽ về bến đò Tân Châu, cách thành phố Hồng Ngự 11 km. Trên đường trang trí những bức tranh đồng quê rất đẹp luôn. Đây gắn cái máy lạnh rất là mát các bạn ơi. Mùa hè vô đây là khỏi chê luôn. Nếu mà có dịp các bạn này nhớ đi ngang, nhớ ghé qua pizza Thịnh Phát 1, trung tâm Thường Thế Tiền, các bạn ủng hộ nghe mình nha. Đây có em bé theo mẹ tới dự tiệc khai trương luôn nè. Đây là những em học sinh ở trường cấp 3 của huyện Hồng Ngự đang chơi bia lỗ. Bắt đầu nhập tiệc các bạn ơi, mừng ngày khai trương của đứa em. Nhân dịp khai trương thì chúc quán pizza làm ăn phát đạt, tiền vô như nước. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.